Kính thưa các ông, các cụ, các bà, theo như cái sự mà nhất trí đồng tình của hai nhà và cũng như có cái dự định thì là hôm nay xin phép có một số cáp lễ là tám mâm quả để kính cáo lên ông bà tổ tiên, và đặc biệt là chúng tôi bên này đây có một cái cơi trầu. Cây trầu này là mang tính để đặc biệt là để xin thưa với nhà gái là cho chúng tôi được xin dâu. Mong anh chị người gái chấp nhận cho, và cũng đồng thời xin phép được đây giới thiệu, đây là cháu Đức Duy, chúng tôi sẽ trao rể cho anh chị. Trời, quấn bao dấu yêu gửi trong gió lá bay theo.